lạy đấng chí cao. Thật tốt đẹp biết bao khi ca ngợi Đức Giê-hô-va và chúc tụng danh của Ngài, rao truyền lòng nhân từ Chúa vào mỗi buổi sáng và sự thành tín của Ngài vào ban đêm, trên nhạc cụ 10 giây và trên đàn hạc hòa với đàn lia. Vì Đức Giê-hô-va ơi, Ngài đã làm cho con vui vẻ bởi công việc Ngài và mừng rỡ về công tác của tay Ngài. Hallelujah! Anh chị em ơi, vỗ tay lớn lên anh chị em ơi! Ai bằng, nguyện ngợi khen tôn vinh danh Chúa.
sạch thánh thiêng muôn bề, nguyện ca chúc hát dương dành ngài Giêsu vinh hiển, Giêsu vinh hiển lắm thay ai bằng, nguyện ngợi khen tôn vinh dành Chúa, nguyện lòng con trong sạch thánh thiêng muôn bề, nguyện ca chúc hát dương dành ngài, nguyện lòng con trong sạch thánh thiêng muôn bề, nguyện ca chúc hát dương dành ngài, nguyện ca chúc hát dương dành ngài, nguyện ca chúc hát dương dành ngài. Alleluia, cảm ơn Chúa. Thật vậy, Đức Chúa Trời của chúng con thật vinh hiển. Không ai vinh hiển như ngài, không ai lớn lao vĩ đại như ngài. Ngài là đấng có quyền trên sinh mạng của chúng con. Ngài có quyền trên sự sống và sự chết. Ngài có quyền trên sức khỏe và bệnh tật. Ngài có quyền tha tội cho chúng con. Ngài có quyền buông tha chúng con khỏi móng vuốt của ma quỷ khi chúng con đặt trọn đức tin nơi ngài. Lạy Jehovah, Chúa nhân từ hay thương xót tôi, vọng trông nơi cha, chúng con xin thiết tha kêu cầu. Lạy cha thương yêu, hiểu ta mọi ô nhơ xấu xa, và ban cho con sống chân thành kính yêu dành ngài. Chúa hỡi lắng nghe tiếng con kêu cầu, hãy đến Chúa ơi, chúng con đang mong chờ. Cha ơi, với cả tâm linh khát khao trong mong, chúng con xin ca ngợi dành Chúa. Chúa hỡi lắng nghe tiếng con kêu cầu, hãy đến Chúa ơi, chúng con đang mong chờ. Cha ơi, với cả tâm linh khát khao trong mong, chúng con xin chúc tôn danh ngài. Alleluia, hát vang Alleluia, Alleluia, hát vang Alleluia, Alleluia, hát lên Alleluia, Alleluia, hát lên Alleluia, hát Alleluia. Giêsu, chúng con tuyên xưng, Chúa cho con năng quyền đặng thắng. Hát Alleluia, hát Alleluia, hát Alleluia. Trong danh của Chúa Giêsu, chúng con tuyên xưng, đức tin đời năng quyền chữa lành. Alleluia. Hãy giơ cao đôi tay của chúng ta lên hướng về ngài. Ngài là Jehovah, đấng tự hữu hằng hữu. Ngài là đấng có toàn quyền toàn năng trên cuộc đời của chúng ta. Hãy chạy đến với ngài, hãy nương nhờ nơi ngài, hãy núp mình dưới bóng cánh toàn năng của ngài. Chúng ta sẽ không bị rung động, chúng ta sẽ không lo lắng, chúng ta sẽ không sợ hãi,
chúng ta sẽ trở nên bình an, chúng ta sẽ trở nên vui mừng, chúng ta sẽ trở nên can đảm. Hãy vứt bỏ tất cả những điều gì đang vương vấn, tất cả những điều gì thuộc về cuộc đời này đang vương vấn ở trong anh chị em. Hãy trải lòng ra trước mặt Ngài. Hãy để cho Ngài có cơ hội thăm viếng cuộc đời chúng ta. Hãy để cho Ngài có cơ hội đổ đầy tình yêu, quyền năng và sự khôn ngoan của Ngài trên chúng ta. Cha ơi, chúng con yêu Ngài. Chúng con kính sợ Ngài. Con thật sự cảm thấy khóa nguyện trong sự hiện diện thánh của Ngài. Cầu xin quyền năng của Ngài cứ tiếp tục tuôn đổ xuống trên cuộc đời của chúng con. Ánh sáng của Ngài chiếu rọi vào trong chúng con, xua tan mọi bóng của sự tối tăm, khiến chúng con thật sự được tự do. Lạy Jehovah, Chúa nhân từ hay thương xót ôi, vọng trông nơi Cha, chúng con xin thiết tha kêu cầu. Lạy Cha thương yêu, thứ tha mọi ô nhơ xấu xa, và ban cho con sống chân thành kính yêu danh Ngài. Chúa hỡi, Chúa hỡi, lắng nghe tiếng con kêu cầu. Hãy đến, Chúa ơi, chúng con đang mong chờ. Cha ơi, với cả tâm linh khát khao trông mong, chúng con xin ca ngợi danh Chúa. Chúa hãy lắng nghe tiếng con kêu cầu. Hãy đến, Chúa ơi, chúng con đang mong chờ. Cha ơi, với cả tâm linh khát khao trông mong, chúng con xin chúc tôn danh Ngài. Hallelujah, hát vang hallelujah. Hallelujah, hát vang hallelujah. Hallelujah, hát lên hallelujah. Hallelujah, hát lên hallelujah. Hát hallelujah. Hát hallelujah. Trong danh cứu Chúa Giêsu, chúng con tiên sinh, Chúa cho con năng quyền đặng thắng. Hát hallelujah. Hallelujah, hallelujah,
Chúa Giêsu, chúng con tuyên xưng Chúa cho con là quyền đàn thắng. Hát Hallelujah, hát Hallelujah, trong danh cứu Chúa Giêsu chúng con tuyên xưng Đức Thiên Trời là quyền chữa lành. Hallelujah, Hallelujah. Chúa ơi, chúng con muốn tiếp tục ngợi khen thờ phượng Ngài. Xin Chúa Thánh Linh vận hành một cách mạnh mẽ giữa vòng chúng con. Xin chạm đến chúng con với quyền năng vĩ đại của Ngài. Hallelujah. Chúa hỡi, lắng nghe tiếng con kêu cầu. Chúa hỡi, lắng nghe tiếng con kêu cầu. Hãy đến Chúa ơi, chúng con đang mong chờ. Cha ơi, với cả tâm linh khát khao trông mong, chúng con xin ca ngợi danh Chúa. Chúa hỡi, lắng nghe tiếng con kêu cầu. Con đang mong chờ. Cha ơi, với cả tâm linh khát khao trông mong, chúng con xin chúc tôn danh Ngài. Hát Hallelujah, hát Hallelujah, hát Hallelujah. Chúa Giêsu, chúng con tuyên xưng Chúa cho con là quyền đặc thắng. Hát Hallelujah, hát Hallelujah, hát Hallelujah. Trong danh cứu Chúa Giêsu, chúng con tuyên xưng Đức Tin Nơi Năng Quyền Chữa Lành. Cha ơi, với cả tâm linh khát khao trông mong, chúng con xin chúc tôn danh Ngài. Amen. Chúa ơi, chúng con rất cần Ngài. Chúng con rất cần Ngài. Chúng con cần Ngài từng giây từng phút, Chúa ơi. Nếu không có sự giúp đỡ của Ngài, chúng con chẳng làm chi được. Chúng con biết rằng một việc rất đơn giản như là hít thở mỗi ngày, chúng con cũng không tự làm được. Nhưng chính Chúa đã ban không khí cho chúng con và ban cho chúng con một cơ năng để có thể hít thở, một phản xạ tự nhiên. Chúng con biết rằng tất cả đều là ân điển của Chúa đối với cuộc đời của chúng con. Chúng con không có gì cả. Tất cả đều thuộc về Ngài. Tất cả đều đến từ Ngài. Cho nên chúng con rất cần Chúa giúp đỡ chúng con. Xin cứ tiếp tục dẫn dắt chúng con trong sự khôn ngoan của Ngài. Cho chúng con thông hiểu ý muốn của Ngài và đổ đầy quyền năng của Ngài trên cuộc đời chúng con, để chúng con có đủ sức mạnh chiến thắng ma quỷ, chiến thắng tội lỗi. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con hiệp ý cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào trong thì giờ giải cứu và chữa lành tập thể. Chúng ta sẽ cùng nhau công bố sự giải cứu và chữa lành tập thể. Và trước khi chúng ta làm điều đó, thì một lần nữa tôi sẽ kể cho anh chị em nghe những cái câu chuyện đem lại ấn tượng tốt đẹp đối với tôi
mà tôi nhận được trong thời gian qua. Có một người chị em ở Quảng Ngãi sinh năm 1970 đã gửi tin nhắn cho tôi ở trong Messenger như thế này. Tôi sẽ đọc nguyên văn nhé. Tạ ơn Chúa, mỗi ngày tôi cứ trông đợi bài giảng mới của mục sư giảng. Mỗi bài tôi cứ nghe đi nghe lại từ 3 đến 4 lần. Ban đầu tôi nghe thấy dài quá, không kiên trì. Nhưng tạ ơn Chúa, tôi đã được Đức Thánh Linh thúc giục và tôi đã cầu nguyện theo quyền năng của Chúa đụng chạm vào tôi. Tất cả bệnh tật đúng là do ma quỷ mà ra. Đến nay tôi đã hết tất cả bệnh tật. Tôi mất ngủ 8 năm liền, đi khắp nơi tìm hết bác sĩ giỏi, nhưng vẫn không khỏi. Tạ ơn Chúa, đến thời điểm này tôi ngủ rất là ngon. Từ ngày Chúa giải cứu, tôi không còn uống bất cứ một viên thuốc ngủ nào hết. Bệnh gì, tôi cũng nhờ cậy Chúa. Đến nay tôi cảm thấy giống như trẻ lại về thần sắc cũng như sức khỏe, hơn lúc tôi 40 tuổi nữa. Cảm ơn Chúa. Một tin nhắn không quá dài, nhưng mà hết sức ý nghĩa đối với tôi. Như tôi đã nói với anh chị em, cái việc mà ai đó được chữa lành bệnh á, thì đó cũng là một niềm vui đối với tôi. Nhưng mà nó không vui bằng việc ai đó chịu lắng nghe lời Đức Chúa Trời, khao khát lời Đức Chúa Trời và biết thực hành lời của Chúa ở trong đời sống. Khi họ thực sự làm điều đó, thì cái việc mà được chữa lành ở trong thân thể là chuyện đương nhiên sẽ xảy ra. Cho nên tôi ước ao rằng những người nào mà đang bệnh tật ốm đau trong cơ thể mà chưa được chữa lành đó, thì hãy lắng nghe những lời chứng này. Để rồi từ đó chúng ta quyết tâm đặt nền tảng cuộc đời của chúng ta trên lời của Chúa. Chúng ta sẽ không còn lười biếng nữa, mà chúng ta sẽ siêng năng đọc lời Chúa, lắng nghe lời Chúa, suy gẫm lời Chúa, công bố lời Chúa và áp dụng lời Chúa vào trong đời sống của chúng ta. Như vậy thì không chỉ bệnh tật được chữa lành, mà tôi tin rằng tất cả những nan đề trong đời sống của chúng ta sẽ lần lượt được giải quyết một cách ổn thỏa. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Trường hợp thứ hai, đó là một bạn nữ ở Sài Gòn đã comment ở trong YouTube. Nếu mà anh chị em vào trong YouTube đó, đặc biệt là những cái phần mà công bố sự chữa lành đó, thì anh chị em sẽ thấy có rất là nhiều người đưa những lời chứng vào trong đó. Và một trong những người đó là bạn nữ này, được chữa lành chứng thiếu máu não, ù tai. Và đặc biệt cái người nữ này á, hay bị ngáp mỗi lần mà đọc Kinh Thánh, mỗi lần đến gần với Chúa và đặc biệt là đọc Kinh Thánh thì bị ngáp. Nếu như một cái người mà mệt mỏi do làm việc hay thiếu ngủ mà bị ngáp thì cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà có nhiều trường hợp người ta không phải là mệt mỏi, không phải là thiếu ngủ. Người ta làm cái gì cũng không ngáp, làm cái gì cũng không buồn ngủ cả. Xem phim, hay là nghe nhạc, hay là đi chơi, hay tán gẫu với bạn bè, hay đọc một cái quyển tiểu thuyết ủy mị gì đó, người ta không bao giờ ngáp, không bao giờ buồn ngủ. Nhưng mà cầm đến quyển Kinh Thánh để mà đọc á, là bắt đầu ngáp, bắt đầu buồn ngủ. Hay là mở bài giảng lên nghe là bắt đầu ngáp, bắt đầu buồn ngủ. Thì đó là cái sự áp chế của ma quỷ, chứ đó không phải là cái hiện tượng vật lý tự nhiên đâu. Cho nên là cái người nữ này đã bị áp chế như vậy và đã được Chúa giải phóng luôn qua lời của Chúa. Tôi theo dõi người nữ này một thời gian khá dài và tôi thấy rằng người nữ này rất là siêng năng nghe lời Chúa ở trên YouTube và đã nhiều lần comment vào ở trong YouTube đó, và tôi rất là vui. Những người mà nghe lời Chúa nhiều và thật sự quan tâm đến lời Chúa luôn luôn đem đến niềm vui rất là lớn lao cho đời sống của chúng tôi và chức vụ của chúng tôi. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Như vậy thì người nữ này vừa được giải phóng khỏi sự áp chế của ma quỷ và được chữa lành bệnh tật nữa. Và cô ta đã liên hệ với chúng tôi và xin địa chỉ của Hội Thánh HTS và nói với chúng tôi rằng rất là khao khát muốn đưa cả gia đình đến HTS để cùng thờ phượng Chúa. Chúng tôi rất là vui vì những con người được biến đổi đời sống thông qua lời Chúa mà chúng tôi đã công bố, hoặc là được biến đổi đời sống thông qua lời Chúa mà các tôi tớ thật của Chúa ở các nơi công bố.
miễn là tiếp nhận lời Chúa, đời sống được biến đổi là chúng tôi vui. Cảm ơn Chúa thật là nhiều. Hallelujah. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho những nhóm đối tượng khác nhau để có những lời công bố thích hợp để chuẩn bị sẵn sàng cho thì giờ công bố giải cứu và chữa lành tập thể. Thứ nhất, tôi sẽ hướng dẫn cho những bệnh nhân nào là những người bấy lâu nay chưa tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của đời sống mình. Nếu như quý vị đã sẵn sàng, quý vị nhận thấy rằng mình cần phải bước vào mối quan hệ với Chúa Giêsu để mình kinh nghiệm sự cứu rỗi cho tâm linh của mình và mình kinh nghiệm sự giải phóng cho tâm hồn của mình cũng như là sự chữa lành cho thân thể của mình. Quý vị nếu như đã thật sự sẵn sàng thì hãy lặp lại lời mà tôi hướng dẫn sau đây theo từng câu một. Chúng ta bắt đầu. Chúa Giêsu ơi, con là một tội nhân cần được tha thứ. Con tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, đã đến thế gian chết thay cho con trên thập tự giá, đổ huyết ra để chuộc tội cho con. Và Ngài đã sống lại, cầm quyền trên sự sống và sự chết. Ngay bây giờ, con tuyên xưng đức tin của mình nơi Chúa Giêsu và tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa và chủ của cuộc đời con mãi mãi. Amen. Tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn cho những bệnh nhân nào đang có sự cay đắng, giận dữ, căm ghét, thù hận ở trong lòng, ở trong trí của mình. Và tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị em công bố tha thứ cho những người nào đã làm mình bị tổn thương, đã làm mình bị thiệt hại. Anh chị em hãy làm với tất cả đức tin của mình, đừng dựa vào cảm xúc. Bởi vì Chúa có một cái lời cảnh cáo dành cho chúng ta. Đó là nếu chúng ta không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì Cha trên trời cũng sẽ không tha lỗi cho chúng ta. Và nếu như chúng ta không được tha lỗi, thì chúng ta cũng không thể nào mà kinh nghiệm sự chữa lành của Chúa được. Đó là lý do vì sao những người mà cứ ghim gút cay đắng trong lòng là những người rất dễ bệnh tật và rất khó kinh nghiệm sự chữa lành của Chúa. Cho nên hãy vì chính bản thân mình mà công bố khước từ những điều tiêu cực này và đồng thời công bố sự tha thứ cho người khác. Hãy vì chính bản thân mình, tôi nhấn mạnh như vậy. Nếu anh chị em đã sẵn sàng thì hãy lặp lại theo những lời này. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta khước từ linh cay đắng, linh giận dữ, linh căm ghét, linh thù hận. Ta ra lệnh cho các ngươi phải cút khỏi ta, đi xuống vực sâu ngay bây giờ. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta khước từ mọi tư tưởng và cảm xúc cay đắng, giận dữ, căm ghét, thù hận và mọi đồn lũy của các ngươi ở trong ta. Ta ra lệnh cho các ngươi phải cút khỏi ta ngay lập tức. Amen. Sau khi đã công bố những lời đó, thì anh chị em cần phải nhân danh Chúa Giêsu Christ mà công bố tha thứ cho từng người cụ thể. Ví dụ, nhân danh Chúa Giêsu Christ, con công bố tha thứ cho anh Nguyễn Văn A về việc này, cho chị Nguyễn Thị B về việc kia. Chúng ta nói rất là rõ ràng. Như vậy thì chúng ta sẽ được tự do hoàn toàn. Và sau khi anh chị em công bố với tôi một lần như vậy, mà thấy vẫn còn cái gì đó nó nghẹn nghẹn trong lòng của mình, hình như là nó vẫn chưa được đã thông, thì anh chị em tiếp tục nhân danh Chúa Giêsu Christ và công bố một lần nữa theo cách mà tôi hướng dẫn. Và cứ tiếp tục công bố cho tới khi mà anh chị em thấy dường như cái nút bất mà nó đang chặn ở chỗ này nó bật lên, mình cảm thấy có một cái sự hanh thông từ bên trong. Lúc đó là lúc mà anh chị em đã được tự do và
Nhờ cái sự tự do đó mà anh chị em sẽ dễ dàng kinh nghiệm sự chữa lành ở trong thân thể của mình. Bằng không thì sẽ là bất khả thi. Cuối cùng, chúng ta cùng nhau công bố những lời sau đây như là một bản tuyên ngôn đức tin của chúng ta, để khiến cho ma quỷ một lần nữa phải run sợ. Nhắc cho nó nhớ rằng nó không có quyền gì trên cuộc đời của những con người tin vào những điều sau đây. Chúng ta cùng nhau công bố. Chúa Giêsu ơi, cảm ơn Ngài đã chết thay cho con trên thập tự giá, đổ huyết ra cho đến giọt cuối cùng vì chính cuộc đời con. Con tin và con công bố rằng nhờ dòng huyết của Ngài mà mọi quyền lực ma quỷ trong con bị bẻ gãy. Mọi sự rủa xả từng đổ xuống trên cuộc đời con bị loại bỏ. Mọi tội lỗi của con được tha. Và mọi bệnh tật trong cơ thể con được chữa lành. Amen. Bây giờ hãy hiệp ý với tôi. Tôi sẽ lần lượt công bố sự giải cứu, sự chữa lành cho từng trường hợp cụ thể, là những trường hợp đã đăng ký trong thời gian qua. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta trói buộc linh bệnh tật cùng với tất cả những quyền lực của sự tối tăm nào đang gây cản trở trên cuộc đời anh chị em ta, đang áp chế thân thể của anh chị em ta, gây ra những bệnh tật ốm đau, ta ra lệnh cho tất cả các ngươi phải cút khỏi anh chị em ta, đi vào nơi vực sâu ngay bây giờ. Đầu tiên chúng ta sẽ công bố sự chữa lành cho những người mắc chứng bệnh COVID-19. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta rủa xả chứng bệnh COVID-19 cùng với những con virus corona. Ta ra lệnh cho tất cả các ngươi phải khô héo đến tận gốc rễ và bị loại bỏ ra khỏi cơ thể của anh chị em ta. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho tất cả những triệu chứng của bệnh COVID-19 ở trong thân thể anh chị em ta phải chấm dứt hoàn toàn, chấm dứt ngay lập tức. Bởi lần roi Chúa Giêsu chịu, anh chị em ta được chữa lành. Amen. Kế đến là những người đầu gối bị thương do bị té và đầu gối sưng to và đau. Hãy đặt tay lên vùng đầu gối bị thương của mình. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho đầu gối đang bị thương của anh chị em ta phải được chữa lành. Nếu bị nứt xương hay gãy xương thì xương phải liền lại ngay tức khắc. Nếu bị tổn hại đến gân thì gân phải được chữa lành hoàn toàn. Nếu bị tổn hại đến cơ thì cơ phải được chữa lành hoàn toàn. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho tất cả những cái tình trạng viêm sưng, đau đớn, nhức nhối, tê buốt, khó chịu ở nơi đầu gối của anh chị em ta phải chấm dứt hoàn toàn, chấm dứt ngay lập tức. Bởi lần roi Chúa Giêsu chịu, anh chị em ta được chữa lành. Amen. Kế đến là những người bị trật khớp xương bả vai, bị viêm sưng và đau ở tại chỗ đó. Hãy đặt tay lên khớp xương bả vai của mình. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, tôi ra lệnh cho khớp xương bả vai của anh chị em phải lập tức trở về đúng vị trí, kích thước và cấu hình Đức Chúa Trời quy định cho khớp xương bả vai. Tất cả hãy chuyển động. Chuyển động. Trong danh Chúa Giêsu Christ, tất cả những sự viêm sưng, đau đớn, nhức nhối, tê buốt ở nơi khớp xương bả vai của anh chị em phải chấm dứt hoàn toàn. Chấm dứt hoàn toàn. Bởi lần roi Chúa Giêsu chịu, anh chị em được chữa lành. Amen. Kế đến là những người bị viêm tá tràng, đặt tay lên vùng tá tràng của mình. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ra lệnh cho chứng bệnh viêm tá tràng trong cơ thể anh chị em ta phải chấm dứt ngay tức khắc. Tất cả những sự viêm sưng ở nơi tá tràng của anh chị em ta phải chấm dứt hoàn toàn. Chấm dứt hoàn toàn. Mọi sự đau đớn, nhức nhối phải chấm dứt
mọi sự tắc nghẽn phải chấm dứt bởi lằn roi Chúa Giêsu chịu. Anh chị em ta được chữa lành. Amen. Tiếp theo là những người bị đầy hơi, khó tiêu, trào ngược dạ dày. Hãy đặt tay lên dạ dày của mình. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho triệu chứng đầy hơi, khó tiêu, trào ngược dạ dày trong cơ thể anh chị em ta phải chấm dứt hoàn toàn, chấm dứt ngay bây giờ. Trong danh Chúa Giêsu Christ, dạ dày của anh chị em ta phải được chữa lành, phải hoạt động một cách khỏe mạnh, bình thường trở lại. Bởi lằn roi Chúa Giêsu chịu, anh chị em ta được lành. Amen. Kế đến là những người bị đau răng, đau hàm. Hãy đặt tay lên. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho chứng đau răng, đau hàm ở trong cơ thể anh chị em ta phải chấm dứt ngay tức khắc. Tất cả những sự viêm sưng, những sự đau đớn, nhức nhối, ê buốt ở nơi răng, ở nơi hàm của anh chị em ta phải chấm dứt ngay tức khắc. Bởi lằn roi Chúa Giêsu chịu, anh chị em ta được chữa lành. Amen. Kế đến là những người bị ung thư phổi thời kỳ cuối. Hãy đặt tay lên phổi của mình. Nếu người nhà là người đăng ký, thì hãy đặt tay lên vùng phổi của bệnh nhân. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho tất cả những cái khối u của ung thư ở trong phổi của anh chị em ta phải khô héo đến tận gốc rễ và tan biến. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta rủa xả những tế bào ung thư ở trong phổi của anh chị em ta. Ta ra lệnh cho những tế bào này phải bị tiêu diệt, bị loại bỏ và được thay thế bằng những tế bào mới, là những tế bào khỏe mạnh được tạo ra bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, những mầm mống của ung thư ở trong phổi của anh chị em ta phải bị quét sạch và không có bất cứ một sự di căn nào đến các bộ phận nào khác trong cơ thể. Bởi lằn roi Chúa Giêsu chịu, phổi của anh chị em ta được chữa lành. Amen. Kế đến là những người bị bệnh vẩy nến, rồi có những người bị dị ứng, ngứa ngáy trên da thịt. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta rủa xả chứng bệnh vẩy nến, ta rủa xả những cái chứng dị ứng gây ngứa ngáy ở trên da thịt của anh chị em ta. Ta ra lệnh cho các ngươi phải tan biến, những cái vẩy nến phải tan biến, những cái sự ngứa ngáy khó chịu ở trên da thịt của anh chị em ta phải chấm dứt hoàn toàn. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta rủa xả những vi trùng, vi khuẩn, những virus mang mầm bệnh ở trên da thịt của anh chị em ta, tất cả những thứ đó phải bị tiêu diệt, bị loại bỏ ra khỏi da thịt của anh chị em ta. Bởi lằn roi Chúa Giêsu chịu, da thịt của anh chị em ta được chữa lành. Amen. Kế đến là những người mắt bị mờ, hoặc là bị cận thị, viễn thị, loạn thị. Đặt tay lên mắt của mình. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho tình trạng mờ trong mắt của anh chị em ta phải chấm dứt hoàn toàn. Đôi mắt của anh chị em ta phải trở nên sáng rõ. Những tổn thương trong mắt phải chấm dứt hoàn toàn. Những vết thương phải được chữa lành hoàn toàn. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho bệnh cận thị, viễn thị, loạn thị ở trong mắt của anh chị em ta phải chấm dứt hoàn toàn. Chấm dứt hoàn toàn. Mắt của anh chị em ta không còn bị cận thị nữa, không còn bị viễn thị nữa, không còn bị loạn thị nữa. Mắt của anh chị em ta trở nên sáng rõ, thị lực 10 trên 10. Bởi lằn roi Chúa Giêsu chịu, anh chị em ta được chữa lành. Amen. Tiếp theo là những người bị rối loạn chức năng gan và nổi mụn nhiều ở trên mặt. Đặt tay lên gan của mình. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho cái chứng rối loạn chức năng gan ở trong cơ thể anh chị em ta phải chấm dứt ngay tức khắc. Chức năng gan của anh chị em ta phải được phục hồi khỏe mạnh, hoạt động khỏe mạnh bình thường trở lại, không còn bị rối loạn nữa. Các cơ năng và chức năng của gan phải hoạt động khỏe mạnh bình thường trở lại. Và tất cả những cái mụn ở trên mặt của anh chị em ta phải nhanh chóng khô héo, lặn đi, tan biến đi. Và da mặt của anh chị em ta phải trở lại bình thường.
bởi lằn roi Chúa Giêsu chịu, anh chị em ta được chữa lành. Amen. Kế đến là những người bị u thịt, bị bướu mỡ. Hãy đặt tay lên những cái u thịt, những cái bướu mỡ đó. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho những cái u thịt, những cái bướu mỡ ở trong thân thể của anh chị em ta phải khô héo đến tận gốc rễ và tan biến ra khỏi thân thể của anh chị em ta. Bởi lằn roi Chúa Giêsu chịu, anh chị em ta được chữa lành. Amen. Kế đến là những người bị thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho tất cả những đốt sống, đĩa đệm và dây thần kinh ở trên cột sống của anh chị em ta phải lập tức di chuyển trở về đúng vị trí, đúng kích thước, đúng cấu hình Đức Chúa Trời quy định cho những con người khỏe mạnh. Tất cả hãy di chuyển. Và không có dây thần kinh nào bị chèn ép trên cột sống của anh chị em ta nữa. Máu huyết lưu thông bình thường trở lại ở trên cột sống và toàn bộ vùng lưng. Tất cả những sự đau đớn, nhức nhối, tê bại phải chấm dứt hoàn toàn. Chấm dứt hoàn toàn. Tình trạng thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm phải chấm dứt hoàn toàn. Bởi lằn roi Chúa Giêsu chịu, anh chị em ta được chữa lành. Amen. Kế đến là những người bị quỷ áp chế, làm cho buồn ngủ và ngáp liên tục mỗi khi đến với Chúa. Cái tình trạng này tôi thấy hình như rất là nhiều người bị. Thời gian gần đây thì nhiều người đăng ký vào cùng một tình trạng như thế này. Bị quỷ áp chế, làm cho buồn ngủ và ngáp liên tục mỗi khi đến với Chúa. Có nghĩa là nếu họ làm một cái gì đó khác, họ đến với ai đó khác, họ đọc cái gì đó khác ngoài Kinh Thánh thì không có vấn đề, họ tỉnh như sáo vậy đó. Nhưng mỗi khi họ cầm quyển Kinh Thánh lên đọc, mỗi khi họ mở bài giảng ra nghe, và nếu mà họ nghe những cái bài giảng có tính cách tôn giáo thì đôi khi không có vấn đề. Nhưng hãy họ nghe bài giảng mà trong cái sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh là bắt đầu ngáp. Hay là những cái buổi nhóm mà đầy quyền năng của Chúa, họ bước vào trong đó là họ cứ ngáp. Trong khi đó thì họ nói rằng họ đi đến những cái buổi nhóm mà có cái tính cách tôn giáo thì họ lại không ngáp. Chúng ta thấy rõ ràng đây là công việc của ma quỷ. Nó cố để nó cản trở người ta. Nó khiến người ta không thể nào mà tiếp cận với Chúa một cách dễ dàng được, để nó làm cho người ta bị suy yếu thuộc linh. Cho nên chúng ta phải nhất quyết chống lại nó, phải tiêu diệt nó. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta rủa xả những linh áp chế trên anh chị em ta, gây cản trở cho anh chị em ta mỗi khi anh chị em ta muốn đến với Chúa để cầu nguyện, muốn đến với Chúa đọc Kinh Thánh, muốn đến với Chúa để nghe những bài giảng mạnh mẽ, những bài giảng đầy quyền năng. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta công bố những quyền lực cản trở của các ngươi phải bị bẻ gãy hoàn toàn. Bị bẻ gãy hoàn toàn. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta rủa xả linh gây buồn ngủ. Ta rủa xả những cái linh mà thường khiến cho anh chị em ta cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu, hoặc là hắt xì hơi, nhức đầu mỗi khi họ muốn đến với Chúa. Ta ra lệnh cho tất cả những triệu chứng đó phải biến mất ra khỏi họ. Biến mất khỏi họ. Từ nay họ phải được tự do để đến với Chúa. Mỗi khi họ cầm Kinh Thánh để mà đọc thì họ sẽ đọc trong sự tỉnh táo, không còn buồn ngủ nữa, không còn ngáp lên ngáp xuống nữa. Mỗi khi họ muốn cầu nguyện với Đức Chúa Trời, họ sẽ tỉnh táo, không còn ngáp nữa, không còn buồn ngủ nữa. Mỗi khi họ muốn nghe một bài giảng mạnh mẽ đầy quyền năng, họ sẽ tỉnh táo nghe từ đầu đến cuối, nghe trong sự khao khát. Và quyền năng Thánh Linh sẽ tác động đến họ. Cuộc đời của họ được tự do, được giải phóng, được chữa lành, được phước hạnh tràn đầy. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta công bố buông tha anh chị em ta ra khỏi móng vuốt của các người. Hỡi Satan, hỡi bè lũ của Satan, hỡi các tà linh, ác linh và uế linh, các người hãy buông các anh chị em yêu dấu của ta ra. Hãy để cho họ được tự do để đến gần với Đức Chúa Trời. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Và cuối cùng là những người bị linh giận dữ áp chế. Những người này rất dễ nổi giận và rất dễ mất kiểm soát. Bất cứ cái chuyện gì mà không vừa lòng họ, họ sẽ nổi giận lên. Và khi họ nổi giận lên thì họ bất chấp trước mặt họ là ai. Và nếu lúc đó có ai đó nói đến Chúa thì thậm chí họ có thể xúc phạm cả Chúa nữa. Đây là một điều rất là nguy hiểm. Những con người nào như thế thì phải mau mau ăn năn với Chúa, hạ mình cầu xin Chúa thương xót
giúp đỡ biến đổi con người của mình. Và đồng thời đứng lên nhân danh Chúa Giêsu Christ để khước từ linh giận dữ. Có một linh và nó tên là linh giận dữ. Khi mà nó vào trong một con người thì con người đó rất là dễ giận dữ, rất là nhạy giận. Và mỗi khi giận thì rất là dễ mất kiểm soát, chửi rủa, nói những cái lời khó nghe, rồi đánh đập, thậm chí có thể giết người. Rất là nguy hiểm. Những người nào mà ở trong tình trạng này thì phải thật sự nghiêm túc. Phải thật sự nghiêm túc, đến với Chúa một cách nghiêm túc. Và phải thật sự hạ mình xuống để Chúa có thể giúp mình. Còn nếu mà cứ kiêu ngạo thì Chúa không giúp được đâu. Phải nhận thức được sự yếu đuối của mình, phải nhận thức được sự khốn nạn của mình, để rồi Chúa giúp đỡ chúng ta. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta rủa xả linh giận dữ, ta rủa xả linh hung bạo, ta rủa xả linh giết người. Ta ra lệnh cho tất cả các ngươi phải cút khỏi anh chị em ta, đi vào nơi vực sâu ngay bây giờ. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho những cảm xúc, những ý tưởng của sự giận dữ, những cảm xúc, những ý tưởng của sự giận dữ phải ra khỏi anh chị em ta. Ra khỏi anh chị em ta. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta bẻ gãy quyền lực của các người. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta vô hiệu hóa quyền lực của các người. Ta công bố sự bình an cho anh chị em ta. Ta công bố sự vui mừng cho anh chị em ta. Ta công bố sự bình tĩnh cho anh chị em ta. Và ta công bố rằng anh chị em ta sẽ không còn là những người nhạy giận nữa. Anh chị em ta sẽ không còn là những người giận quá mất khôn nữa. Mà anh chị em ta sẽ là những người luôn có thể kiểm soát được con người của mình nhờ sự giúp đỡ của Chúa Thánh Linh, nhờ lời của Đức Chúa Trời. Trở thành những con người hiền hòa, những con người mềm mặt, những con người không gây xung đột. Bởi huyết Chúa Giêsu đổ ra trên thập tự giá, anh chị em ta được tự do hoàn toàn. Amen. Trước khi bước vào bài học buổi tối hôm nay, thì như thường lệ, tôi gửi đến anh chị em một số thông báo cần thiết. Thứ nhất là những bệnh nhân nào có nhu cầu được công bố sự giải cứu, sự chữa lành trong buổi tối thứ tư tuần sau, thì có thể đăng ký từ giờ cho đến trước thứ tư tuần sau. Và đăng ký trong tin nhắn Facebook Phạm Thiên Ân. Đăng ký theo mẫu sau. Thứ nhất, cung cấp họ tên thật. Thứ hai, năm sinh. Thứ ba, thành phố mình đang cư ngụ. Và cuối cùng là nêu rõ những bệnh tật hoặc là triệu chứng của bệnh tật ở trong cơ thể của mình. Sau khi đã nghe tất cả các bài giảng mà chúng tôi gửi và được công bố giải cứu chữa lành trong chương trình tối thứ tư mà bệnh của anh chị em vẫn chưa lành hẳn, thì anh chị em có thể liên hệ với thầy Phạm Hoài Bảo để được tiếp tục giúp đỡ. Số điện thoại của thầy Bảo là 0974 416 697. Bệnh nhân nào chưa lành hẳn thì nên nghe đi nghe lại những bài giảng mà tôi đã gửi, đồng thời lên YouTube share video công bố giải cứu chữa lành về xem tiếp. Bệnh nhân đăng ký chương trình ngày nào thì share video ngày đó để xem lại và đặt tay công bố theo cho đến khi được chữa lành, được tự do hoàn toàn. Trong phần mô tả của mỗi video chủ đề này có ghi rõ những loại bệnh hoặc trường hợp cần giải cứu. Các bệnh nhân có thể xem phần mô tả này để chọn video liên quan đến tình trạng bệnh tật của mình. Và cuối cùng, để tiện theo dõi các video mới nhất của chúng tôi, anh chị em nên đăng ký kênh của chúng tôi, có nghĩa là subscribe, và nhấn vào hình cái chuông. Anh chị em cần phải có tài khoản Gmail hay là Gmail á, thì mới đăng ký được. Và cái tên tài khoản YouTube của chúng tôi hay là kênh YouTube của chúng tôi là Phạm Thiên Ân HTS, tiếng Anh là ATS.